Trường thứ 26, khách đến đêm khuya. Thực ra người này cũng không thể coi là khách, bởi vì tuyết lư nơi mài trường tô đang ở bây giờ vốn là ở trong nhà của người đó. Chỉ có điều thời gian vừa rồi, bà chưa từng tới thăm chàng lấy một lần. Mặc dù trong lòng rất bất ngờ, nhưng mai trường tô cũng không thể hiện ra ngoài mặt. Chàng nhẹ nhàng trấn an phi lưu, vừa nghe tiếng chạy, ra quay trở lại phòng, rồi mỉm cười khom người thi lễ với trưởng công chúa Lị Dương. Bên ngoài đã nổi gió rồi, nghe nói tiên sinh cơ thể không được khỏe, chúng ta vào trong phòng nói chuyện. Về mặt trưởng công chúa lãnh đạm, nhưng ngữ khí vẫn có thể coi là nhã nhặn. Thấy mai trưởng tô nghiêng người nhường đường, bà cũng không khiêm nhường mà đi thẳng vào trong phòng, rồi cởi chiếc áo choàng lụa ra vì không khí trong phòng quá ấm áp. Lần này bà lặng lẽ đến đây một mình, bên cạnh đương nhiên không có thị nữ. Mài trường tô liền tiến đến đỡ áo choàng cho bà, treo lên giá áo ở bên cạnh. Lại lấy ấm trà vẫn được ủ kín ra rót cho bà một chén trà nóng. Công chúa Lị Dương bừng chén trà nhưng vẫn không đưa lên miệng mà chỉ áp sát lòng bàn tay như ủ ấm. Sau một lúc lâu mới nói, muộn như vậy còn đến quấy giày tiên sinh, thật sự bất tiện nhưng nếu đến sớm ta lại sợ thấy bà nói một nửa rồi dừng lại mai trưởng tô khẽ cười nói nốt nửa câu sau công chúa sợ đến sớm cảnh duệ vẫn còn ở đây nói vậy nghĩa là công chúa có lời uh, cần phân phó cho một mình tô mỗ đúng không hả? trường công chúa lị dương ngẩng đầu nhìn chàng Tổ chiết vốn là người bình dân, địa vị so với hoàng muội thì như trời với đất. Hải chữ phân phó này cũng không phải là lời nói khiêm tốn, nhưng nói ra từ miệng một người thân mang nhiều hào quang, lại có vẻ bí ẩn như mai trường tô, lại làm cho người ta tạm thời không thể định vị được thân phận của chàng. Nắm giữ thiên hạ đệ nhất đại bang là bạn thân được các quý tử, quý công tử số 1, số 2 đang trong kinh đô tôn trọng dưới tay có một hộ vệ có thể so đấu với đệ nhất cao thủ của đại lương thái tử và dự vương đều đang ra sức trèo kéo lại rất được quận chúa nghe hoàng ưu ái cũng có quan hệ mập mờ và không rõ đối với quận chúa nghe hoàng vô số vòng sáng này trồng lên nhau thì cho dù là trưởng công chúa lỵ dương cào cào ở bên trên cũng không thể coi chàng là một người bình dân thông thường được nhưng cũng chính vì biết chàng nhất định không phải là một người bình thường biết chàng nhất định có thực lực mà người thường không thể nào so được nên trưởng công chúa ít khi ra khỏi cửa này mời đêm hôm một mình đi tới tòa khách viện nhỏ bé này như thế bất kể là chuyện gì thì công chúa vẫn nên nói ra không cần do dự thêm làm gì nữa mai trưởng tô quan sát tất cả những thay đổi trên mặt vị khách đến thăm nhà rồi chậm rãi nói Nếu chuyện công chúa phân phó nằm trong khả năng của Tô Chiết Thì tại hạ tất nhiên sẽ lĩnh mệnh Nhưng nếu là chuyện tại hạ không thể làm được Thì cũng sẽ không lắm miệng nói ra ngoài Công chúa cứ yên tâm ạ Ánh mắt trường công chúa Lị Dương hơi ngưng tụ Giống như đã thầm hạ quyết tâm Chén trà trên tay cũng được đặt xuống bàn Bà ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt mai trường tô nói từng chữ từng câu tô tiên sinh tiền sinh hãy cứu nghe hoàng nghe thấy một lời thỉnh cầu như vậy tuy mai trường tô là người tâm trí vững vàng nhưng trên mặt vẫn không thể không lộ vỏ ngạc nhiên trưởng công chúa điện hạ nói vậy là sao nghe nói nghe hoàng rất coi trọng tiên sinh chắc là giữa hai người cũng có tình nghĩa trưởng công chúa Lị Dương sùa tài ngàn mai trường tô khi thấy chàng định đính chính lời này, ra hiệu cho chàng nghe mình nói tiếp. Nghề hoàng mặc dù thông minh, nhưng Trung Quy vẫn thường sống ở phiên trấn, không rõ ở kinh thành này nước bao sâu, bao đục như thế nào. Quận chúa tự phụ phiên vị Vân Nam cao quý, chính mình lại là một cao thủ trong cao thủ. Định chơi đùa trong lần kén chọn quận mã này, luôn cảm thấy hết thảy đều được khống chế trong lòng bàn tay, nên không khỏi có điều sơ ý. Nghe những gì công chúa nói thì chẳng lẽ có người đang dám gài bẫy quận chúa hay sao? Vì mục đích của mình, người trong kinh thành này thì có gì mà không dám làm chứ? Không biết nghĩ đến chuyện gì, trong mắt trưởng công chúa Lị Dương lại hơi lộ ra vẻ thống khổ một mình nghe hoàng đã là đại diện lập trường của vương phủ vân nam đại diện cho quân lực trăm ngàn thiết kỵ nam cương chẳng lẽ như vậy cũng không đáng để cho có người mạo hiểm gài bẫy hay sao mai trường tô nhíu mày chậm rãi gật đầu chàng đã nhiều lần suy nghĩ về giá trị của quận chúa nghe hoàng cho nên vẫn nghĩ cách làm thế nào cho nàng ủng hộ tĩnh vương đương nhiên những người khác cũng không thể bỏ qua cơ hội này chỉ có điều với sức mạnh của quận chúa Nghê Hoàng hiện nay và tính cách cương nghị của nàng, ai dám động vào cái lưỡi sắc? Ai thật sự có thể dùng âm mưu quỷ kế để đạt được mục đích? Tả bía tổ tiên sinh đang suy nghĩ điều gì? Quan sát sắc mặt đương nhiên không phải là bí kỹ độc môn của Giang Tả. Trường công chúa từ nhỏ sống chung với bao mưu đồ quỷ quyệt đường nhiên cũng biết ánh mắt bà lấp lánh, khóe môi lộ ra nụ cười lành lạnh. Nghề hoàng quả thật rất mạnh, mạnh đến mức dường như không cần thiết phải bảo vệ cho nàng. Nhưng Tô Tiên Sinh không rõ. Nữ nhân có mạnh đến mấy, Trung quanh vẫn chỉ là nữ nhân, chung quy vẫn chỉ là nữ nhân. Có một số việc không là gì đối với nam nhân, nhưng đối với nữ nhân thì lại là một đòn đả kích đủ để phá hủy tâm trí của họ nếu nghe hoàng đã có người ở trong lòng thì đòn đả kích này sẽ càng trở nên nặng nề sẽ làm nó sẽ làm nàng cảm thấy lấy ai làm phu quân tương lai sống như thế nào đều không đáng phải quan tâm nữa những lời nói này khi nói ra những lời nói này vẻ mặt của trưởng công chúa lị dương rất bình tĩnh giọng nói cũng lạnh nhạt nhưng đôi mắt dần dần đỏ lên và những ngón tay trắng xanh đặt ở trên bàn một cách cứng ngắc lại bán đứng tâm tình kích động của bà mai trưởng tô quay đi để che giấu vẻ cảm thông thoáng hiện lên trong mắt chàng gần như không nhớ gì về một công chúa lịa dương hoạt bát cởi mở tính tình nóng như lửa mỗi lần ra ngoài đi săn đều phải tranh phong với các hoàng tử chàng chỉ nhớ rõ mình đã từng kêu ca với mẹ là dỉ lị dương quá mức lạnh lùng không thích chơi với mình. Khi đó mẹ chàng đã thì thảo cảm thán. Chuyện năm đó rốt cục xảy ra như thế nào? Vì sao lại xảy ra? Thật sự là quá bí ẩn, quá xa xôi. Cho dù mấy năm nay vẫn tận lực điều tra, nhưng không tra ra được thông tin gì có giá trị. Có lẽ chân tướng chỉ giấu kín trong lòng những người đó, sẽ không có ai nói ra. Trường công chúa Điện Hạ mai trưởng tô trầm ngâm chốc lát rồi chậm rãi nói tại hạ thừa nhận công chúa nói có lý nhưng tại hạ vẫn không nghĩ ra là rốt cuộc có cách gì để có thể đạt tới hiệu quả như vậy khóe môi cùng chúa lị dương khẽ giật hình như không muốn nói rõ ràng nhưng trong lòng bà lại biết rất rõ nếu không tiết lộ thêm thông tin thì sẽ không có cách nào được người này tin tưởng trong số 10 người qua vòng thi võ lần này, có hai người được thánh thượng vừa ý, muốn tác thành cho quận chúa. Người có biết là ai không? Mai trưởng tu điên nhiên lập tức lắc đầu. Ừ, công tử Thái úy Tư Mã Lôi và Liêu Đinh Kiệt nhà Trung Túc Hấu. À, Mai trưởng Tô không hề bất ngờ khi nghe thấy đáp án này. Trong hai người này, vừa hay có một người nhà tư mã ủng hộ thái tử và người của nhà trung túc hầu lại ủng hộ dự vương cũng cân bằng không biết là hoàng đế cố ý làm như vậy hay chỉ là tình cơ nhưng theo quy tắc tỷ thí hiện nay trừ phi quận chúa cố ý chịu thua nếu không hai người bọn chúng đều không có cơ hội thắng được dạ mai trường tô gật đầu lần nữa Đâu chỉ có hai người bọn họ, cả 10 ngày người này đều không được. Cho nên có người bắt đầu sốt ruột. Bởi vì sự ủng hộ của Mục Phủ Vân Nam thật sự quá hấp dẫn. Nhưng nếu không để nhân lúc quận chúa còn ở Kinh Thành để làm cho xong chuyện này, thì sau khi nàng trở lại Vân Nam, hiệu quả sẽ thấp hơn nhiều. Công chúa Lị Dương đột nhiên cười lạnh. <laughs> những người này sớm đã không còn quan tâm tới ý của nghe hoàng nữa rồi người trong cung am hiểu nhất chính là không từ thủ đoạn có vài người biết chuyện năm xưa không khỏi vọng tưởng bắt trước thủ đoạn của thái hậu nhắc tới thái hậu trong lòng mai trưởng tô lại khẽ động lên không sai bây giờ nghĩ lại chàng nhớ trưởng công chúa Lị dương rất ít vào cung thầm mẫu thân của mình càng chưa thấy bà nói một câu với thái hậu khi đó cuộc sống của chàng có quá nhiều chuyện vui vẻ nên chẳng hề quan tâm đến sự khác thường này. Trưởng công chúa Lị Dương nhắm mắt, dường như muốn ổn định lại tâm tình. Bởi vì những lời cần nói tiếp theo là mấu chốt trong toàn bộ thủ đoạn này. Trong cung có một loại rượu tên gọi là tình tơ nhiễu. Chỉ uống một chén là có hiệu quả ảo giác và có tính kích dục nếu như mà nữ nhân uống vào sẽ tưởng nam nhân bên cạnh là người mình nhớ nhung nhất trong lòng vì thế khi bị dược lực ảnh hưởng sẽ chủ động tiến tới cầu hoan do không biết trên đời có tồn tại loại rượu này nên sau khi tỉnh táo lại người đó sẽ cho rằng tâm trí mình không vững uống say đánh mất phẩm hạnh hơn nữa là chính mình chủ động càng không thể giận lây sang nam nhân kia xấu hổ và tuyệt vọng cảm thấy đúng là sống không bằng chết những chuyện gian nan từ xưa đến nay không ngoài cái chết chết vào lúc này thì càng thêm oan ức trong lòng còn giữ bao nhiêu lời chưa nói từ đây cũng không thể nói ra miệng được nữa trong lúc ngẩn ngơ tuyệt vọng nếu có người mình tin tưởng đứng ra khuyên bảo thì nữ nhân đó đâu còn khả năng vùng vẫy kháng cự chỉ để mặc cho người thao túng mà thôi Công chúa Lị Dương nói đến đoạn sau Giọng bà dần dần thay đổi Sự bi thảm đau thương đó Ngay cả người chậm hiểu nhất Cũng có thể nghe ra những gì bà nói Là chính cảm nhận sâu sắc nhất trong lòng bà Mai trường tô đứng lên Chậm rãi đi tới mé bên kia phòng Quay lưng lại không nhìn bà Im lặng chờ bà bình tĩnh trở lại sau thời gian uống một tách trà, trường công chúa Lị Dương mới hít một hơi thật sâu, chậm rãi nói Để tô tiên sinh chê cười rồi, nữ nhân bị hãm hại năm đó là tỉ muội trí thân của ta, cho nên nhất thời có chút kích động, mong tiên sinh đừng để ý Công chúa sao nói lời ấy? Những chuyện như thế này thật sự làm cho người ta phẫn nộ. Dù không phải là tỉ muội của công chúa, cũng khiến người ta căm giận và cảm thông. Có điều tô mộ không rõ. Công chúa, tỉ muội của công chúa rốt cục ái mộ người nào mà khiến thái hậu phản đối như thế? Thậm chí bất chấp. Ánh mắt trường công chúa Lị Dương như xuyên qua thời gian, mờ mịt, rơi vào một điểm xa xôi nào đó. Người đó là một con tin nam sở được đưa tới đại lương mai trưởng tô lập tức hiểu rõ trong lòng càng không nỡ hỏi tiếp nghe hoàng mặc dù không phải người có quan hệ ruột thịt với ta nhưng mà thần thái và khí chất của nàng ấy lại thường khiến ta nhớ lại quá khứ nên trong lòng rất yêu mến dường như công chúa lỵ dương rốt cục cũng vượt qua cái giới hạn của sự đau thương vẻ mặt dần dần bình tĩnh lại nếu có người muốn sử dụng thủ đoạn hèn hạ như vậy với nàng Thì dù có thế nào ta cũng phải ngăn cản Mong tiên sinh hãy giúp ta Mai trưởng tô chấp mất, im lặng một lát Cuối cùng vẫn hỏi Công chúa Điện Hạ làm sao làm sao người biết được âm mưu này? Mặc dù trưởng công chúa Lị Dương biết rõ chàng sẽ hỏi như vậy, nhưng không kìm được quay mặt né tránh ánh mắt chàng thằng bé tạ bật nó bị cuốn vào nhưng mà lại không đủ tàn nhẫn khi ta phát hiện tâm trạng nó không yên vừa ép hỏi đã khai ra rồi à mai trưởng tô vừa gật đầu vừa hỏi tiếp một câu nữa với vị thế của công chúa thì sẽ có nhiều cách để ngăn chặn việc này vì sao người lại chỉ chọn tô mỗ trưởng công chúa lị dương cười tự diễu lạnh lùng nói <laughs> có nhiều cách sao ta lại không nghĩ vậy chuyện còn chưa xảy ra ta đã đến chất vấn người chủ mưu sao bọn chúng sẽ không thừa nhận đi bẩm báo với hoàng đế bệ hạ nói suông không có bằng chứng thì có ích gì tự mình vào cung ngăn chặn nhưng làm sao biết thời điểm bọn chúng đụng thủ những lúc như thế này thì cái thân phận trưởng công chúa suy cho cùng cũng chả có tác dụng gì. Mai trưởng tô suy nghĩ một lát, vốn muốn hỏi bà vì sao không nhờ phu quân của mình giúp đỡ. Đột nhiên nhớ ra thủ đoạn này cũng giống như thủ đoạn năm đó. Cho dù nằm đó tạ ngọc không phải là đồng mưu mà bị thái hậu lợi dụng thì cuối cùng cũng là người được hưởng lợi. Bản bạc chuyện này với ông ta thì hơi xấu hổ. Huống hồ nếu tạ ngọc giúp đỡ ngăn chặn Thì tất nhiên sẽ đắc tội với chủ mưu Tạ ngọc không phải người bồng bột Ông ta chưa chắc đã chịu đi làm chuyện này Nghĩ đi nghĩ lại Trường công chúa Điện Hạ Tôn Quý thật sự không thể nhờ vả ai Và đúng như đúng là đã làm cho người ta phải xót xa và than thở Chỉ có điều công chúa Cho dù tô Mộ có ý tương trợ nhưng thân chỉ là một kẻ bình dân thì e rằng muốn giúp cũng không giúp được gì không phải là tiên sinh có giao hảo với quận chúa nghe hoàng sao huống hồ ngày mai tiên sinh sẽ phải gặp nàng nhờ tiên sinh ngày mai nói với nàng tin tức này bảo nàng phải cẩn thận khi qua lại với các nương nương trong cung thì sẽ được bình an thế tại sao công chúa không tự nói với nàng tính ta xưa nay vốn lạnh lùng mặc dù trong lòng thầm tán thưởng nghe hoàng nhưng lại không có thâm giao chắc gì nàng ta đã tin ta quan trọng hơn là bọn chúng đã biết ta phát giác việc này chỉ cần ta vào cung là sẽ có một vị nương nương theo sát bên cạnh hoàn toàn không có cơ hội nói chuyện riêng tư với quận chúa may mà tiên sinh ở trong hầu phủ ở đây ít ra ta cũng còn có chút quyền hành tin rằng đêm khuya tới thăm thiên sinh vẫn có thể giấu được tai mắt của những người đó Có điều lại làm phiền tiên sinh rồi Mai trưởng tô chăm chú nhìn bà Nói đầy thâm ý Tại hạ và trưởng công chúa cũng không thân quen Được trưởng công chúa tín nhiệm như thế Thật là vinh hạnh quá Trưởng công chúa Lị Dương thông minh hơn người Sao có thể không rõ ý chăng Bà cười nhạt nói <laughs> đột nhiên tới thăm quả thật là hơi mạo muội có điều một là thật sự không có người nào khác để nhờ vả hai là biết rõ tiên sinh có giao hảo với nghe hoàng còn ba là cảnh duệ suốt ngày khen ngợi tiên sinh trước mặt ta đứa trẻ này tâm tính thiện lương người nó tôn trọng chắc hẳn không phải là một người bình thường trước khi ta đến ta cũng đã suy nghĩ làm thế nào nói không chừng sẽ khiến tiên sinh đắc tội với người có quyền thế, cho nên dù tiên sinh không nhận sự khó thác của ta thì cũng là điều hợp lý, mong tiên sinh suy nghĩ kỹ càng. Nói xong những lời này, trưởng công chúa liền cúi đầu lặng lặng uống trà. Mài Trưởng Tô nhìn mái tóc đen đã bắt đầu có vài sợi bạc của bà, đột nhiên cảm thấy chua xót, tự nhiên sinh ra cái cảm giác hoảng hốt ngẩn ngơ. Đêm khuya rồi, mời trưởng công chúa cứ đi về. Tiếng trống canh đã vọng vào vòng qua cửa sổ. Mai trưởng tô lấy chiếc áo choàng bằng lụa từ giá áo xuống. Nhẹ nhàng khoác lên bờ vai gầy yếu của bà. Từ tốn nói... Quận chúa cũng là bạn thân của tô mỗ, tổ mẫu đương nhiên là sẽ cố gắng hết sức. Ngày mai xin trưởng công chúa Điện Hạ cũng vào cung để tùy cơ hành sự. Thấy chàng nhận lời, trưởng công chúa Lị Dương không nói thêm nữa, chùm mũ áo choàng đi lên lên đầu, lặng lẽ đi ra khỏi tiểu viện, chẳng bao lâu sau đã biến mất trong bóng tối. Mai trưởng tô đứng trước thềm đưa mắt nhìn theo, gió đêm thổi đến chàng chợt dùng mình, một đôi tay từ phía mạnh mẽ kéo chàng vào trong phòng. Chàng quay lại, nhìn thấy một đôi mắt sáng ngời đang cố nén giận. Xin lỗi, tôi ca ca quên mặc áo ngoài. Chàng xoa đầu trở đa thiếu niên. Fellow của chúng ta còn chưa ngủ à? Bà ấy đi, tỉnh. a à, đánh động làm ngươi tỉnh dậy à? Mai trưởng tô cười tạ lỗi, rồi cuộn tròn trên giường sưởi ôm chặt lấy chiếc chăn gấm dày. Đi ngủ tiếp đi ngày mai còn phải ra ngoài chơi mà. Ca ca ngủ. Được được, ta cùng ngủ, ta cũng ngủ. Mai trưởng tô nghe lời nhắm mắt lại, bề ngoài điềm tĩnh thản nhiên, nhưng trong đầu lại bắt đầu ngẫm nghĩ tất cả mọi chuyện từ cũ tới mới về các thế lực tại kinh thành. Từ đó phán đoán lần này trưởng công chúa Lị Dương tới thăm, suốt cuộc sau lưng che giấu những gì. Phi Lưu không về phòng mình nữa mà chen vào nằm ngay bên cạnh Tô Ca Ca, ngủ say một cách hài lòng. Mai trưởng Tô chỉnh lại chăn cho cậu rồi mới chậm rãi nằm xuống. Trước khi sự thật chìm vào, thật sự chìm vào giấc ngủ, chàng còn suy nghĩ một vấn đề cuối cùng. Rốt cục là gã mật thám mà thái tử cài vào bên cạnh dự vương, rốt cục là ai? Hết chương thứ 26.